Rồi, hồi nãy livestream anh em kêu lên cái cúp 22. Thấy con vội vã lên luôn nha anh em. Cái đèn tròn để lễ 2. Thì vô mùa này thì một sinh thì anh em biết rồi đó, ha. Dòng xe này thì thích mua chưa chắc có. Mà anh em mua về giấy tờ rất là cực nha anh em. Nó chỉ có qua đường Campuchia thôi, mua về làm giấy thôi. À, Honda 50 đê mắt luôn nha anh em, đê mắt đó, chữ đê mắt đó, cực kỳ cao, dòng xe cực kỳ cao nha anh em. Em bán này giá 38 triệu là quá tốt. Còn anh em là có đầy ha, à, nhập hồ sơ xíu thì em rút luôn, nhưng mà hãy thêm phí nha. Xe này thì nó thanh lý hải quan nha anh em, thanh lý hải quan, tức là anh em nhập, anh em phải đi lên tỉnh anh em nhập hợp lệ đàng hoàng hết đó. Chứ không phải gì đấm với đá gì hết, thanh lý hải quan anh em chịu khó. Ví dụ như xe này ở biển 67 này, anh em chịu khó lên Long Xuyên đó, hoặc là ở Kiên Giang anh chịu khó Gạch Giá đó, anh em chung là lên tỉnh nhập đó. Nhưng mà đối với em mấy xe này em thấy cũng cần thiết hợp lệ. À, nó hôm nay là nó là giấy thanh lý nha, thanh lý toàn quốc đó, thanh lý hải quan đó, nó giống như VZ anh vậy đó, vô tư. Rồi, rồi phần giấy tờ đã xong ha, nhanh không có cái nào, chạy, trời nhanh cót ghê, xe đèn nó không có tắt được, nó cũng có cái công tắc nó chế đây, nhưng mà khi mà tắt ở đây thì cái bóng này nó tắt. Bóng này nó tắt mà cái đèn sau thì nó cháy cũng không được. Nếu mà như thế này thì nó dồn điện như bóng sau không sẽ không có tuổi thọ được nha anh em. Đứt bóng sau luôn. Bởi thôi cho nó cháy hai bóng đi. Để cho nó giảm điện bóng sau lại. Ủa sao kỳ vậy? À, vậy là mỗi ông đứt tim do chế cái này nè. Chế gì tắt ở đây. Đứt bóng trước không cháy, bóng sau cháy. Bật lên gì? Bóng trước cháy, bóng sau không cháy. Vậy là này đứt lên tim rồi. Ủa nó phải đứt, nó chế cái đó đó. Nói chung là này nó không có tắt đèn anh em ơi, nó gối não đó, nó vậy đó. Đề cao thường thường xe nhập mà nó vậy đó, nó không tắt đèn đâu. Dòng 50 đê mắt luôn nha anh em, xe hải quan, thanh lý hải quan luôn nha, rất là đẹp. Anh em dậm bẩn nè ha, nắp đậy chụp ghi rồi đầy đủ chân luôn nha anh em. Nó máy nó nổ đó, này là ở trong nhà. Chứ ra ngoài sân phải đậu ngoài là vô phương nghe luôn, rất là đẹp. Lẹ tay nè mày, xe này là lẹ tay nha nè, dòng đề cao thì nó có ha, báo xăng đầy đủ hết. À, mắt ốc này ha, ngồi răng ốc đi vô, truyền trường răng ốc vô đây nè, rất là đẹp, quá đẹp. Máy móc đầu nồi chưa đụng chạm nha anh em, đó nghe không, trường lấy ngóc gắn lại giùm anh này trường. Mình có ngóc màu đầu vàng vàng bên cắt ốc, nó có con tán nè, anh cắt bên dấu cái đẹp lắm, gắn vô cho nó đẹp. À, nó có cái dạ quang này nè, rất hay nha. Cái ống ga nó to, nó hơi to. Lên lồng đền. Con ốc này có miếng lồng đền nè. Trời ơi, lồng đền là chim này nè. Để nó lồi ra xấu lắm. Ném lồng đền bự giống gì nè. Có luôn. Có lồng đền bự dày luôn. Bỏ mình để dành á. Gắn vô cho nó đúng luôn á. Đẹp lắm anh em ơi. Xe này mua cho em cháu mình đi học nó hết rồi. Xin nó rồi buông ra cái đầu nó chán nó. Cái mình lấy lại. Mình đi cà phê chợ búa là cũng ok ha. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, người lớn tuổi là ông bà cha mẹ mình là lớn tuổi, không có bằng lái bằng gì, mình cho đi này cũng nhẹ tiện nữa. Đó, rất là êm. Ừ, đúng rồi đó. Nó kim liền.
rồi lẹ vậy thôi ha. Máy móc rồi là zin hết, lóc bọng rồi sơn zin lên dòm ha, rất là đẹp. Dây thanh lý 50 mà đê mắt luôn nha, đó thấy chưa. Ăn ơi trời ơi, đê mắt hoài, đê ít. Rồi ok, anh em cần thì cái liên hệ số của hai đại phép ha, sang Hoàng Trường. Đây. Ai nhanh tay thì chuyển khoản luôn, ghi nội dung là chuyển tiền cúp 2 lá 2 rồi xong. Cảm ơn nhiều, xin chào anh em.